phương pháp điều trị bằng nước sóng ở phi luật tân cho những trẻ em có bệnh đặc biệt, tên từ phi luật tân. Trẻ em với những nhu cầu đặc biệt vì bị chứng rối loạn tập trung ADHD hoặc bệnh Down đã tham dự một khóa điều trị rất đặc biệt có liên quan đến biển và nước sóng ở phi luật tân. Những giáo viên trong viện điều trị đã dẫn các em học sinh ra bãi cát ở phía bắc phi luật tân cho các bài tập lướt sóng. Họ cho biết lướt sóng là các bài tập hỗ trợ cho các bài điều trị hiện có, được giảng dạy để học sinh có thể phát triển kỹ năng định hướng, vận động và khả năng tương tác hòa đồng trong xã hội. Những điều trị viên cũng tin tưởng rằng đại dương và sức ép của nước cũng làm dịu đi tinh thần của các em, giúp ích cho hệ thần kinh và giác quan của các em. Nhóm nhân viên điều trị muốn cho các em hoạt động ngoài trời để trau dồi thể trạng và sự tự tin của các em. Giám đốc của viện điều trị cho biết bất cứ đứa trẻ nào, dù có bị tình trạng gì đi chăng nữa, đều có thể làm được bất cứ chuyện gì nếu chúng dồn hết tâm trí vào đó. Chúng có thể lướt sóng và làm được nhiều thứ khác, trong khi đa số chúng ta nghĩ chúng không làm được. Các thành viên gia đình chụp ảnh trên bãi biển, trong khi các nhóm huấn luyện viên và điều trị viên đồng hành cùng các em trên biển, hướng dẫn các em đến căn bản về chèo thuyền và quy tắc an toàn khi lướt trên các con sóng. Một người mẹ của đứa trẻ 5 tuổi bị mất đi thính giác cho biết, vợ chồng bà rất vui mừng khi thấy con trai của mình được tự do và tận hưởng điều đặc biệt này, cảm giác như là bé trai hoàn toàn không bị khuyết tật gì cả. Trung tâm điều trị chăm sóc hơn 60 đứa trẻ và cũng cho phép chúng tham gia những hoạt động cộng đồng được giám sát đặc biệt, như đi tham quan các khu chợ và khu mua sắm. Họ cho biết việc tạo điều kiện cho các em có khuyết tật được hòa nhập cùng cộng đồng sẽ xóa tan đi các thành kiến bị gắn ghép lên các em.